Hi mọi người, hiện tại mình đang có mặt ở trên Đà Lạt nè. Tối nay trời cũng rất là lạnh luôn, đang tầm mười mấy độ á. Thì hôm nay tụi mình kéo qua ủng hộ bạn Duy ở quán lòng nướng Chí Phèo. Do là mới đi ăn lần đầu tiên nên được bạn Duy tư vấn rất là nhiệt tình và tặng thêm cho team mình một dĩa dâu nè, nhỏ xíu mà ăn ngon dữ lắm luôn á. Tụi mình kêu combo và thêm một phần vú heo. Nghĩ là ít ai về đem ra quá trời luôn. Ta nói ha, trời lạnh lạnh mà nướng ngồi ăn nó đã lắm mọi người. Lòng nướng Chí Phèo thì kế bên Mai Lan Hàng. Nếu có ai hát thì mình được nghe ké luôn á. Cái này giỡn tí xíu thôi nha. Miếng vú heo vừa to vừa dày mà ướp rất là vừa ăn. Đặc biệt mọi người biết là đồ nướng mà nướng bằng hang sẽ ăn rất là thơm và ngon ha. Đây là cũng lần đầu mình ăn những cái món này, ăn theo dạng nướng như vậy nè. Và sau khi ăn mình cảm nhận cái vị ở đây ướp rất là vừa ăn, được tẩm ướp và làm rất là kỹ đến ăn không có bị hôi nè. Nên là bạn nào mà không ăn cay được vẫn ăn được luôn. Tại vì mình ăn cay nhiều thì sẽ xin thêm một phần ớt riêng. Và ăn đồ nướng mình thấy quan trọng nhất là nước chấm ớt xanh và nước chao á, mình thấy ở đây rất là ngon và vừa ăn luôn. Lúc tụi mình đến thì quán còn hơi vắng tí xíu nhưng tầm một tiếng nữa là quán đông mà full luôn á. Tại vì không gian thì sạch sẽ nè, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, nhân viên cũng rất là nhanh lẹ luôn nha. Phải quen mà qua ủng hộ mà mình khen đâu. Cái này là chia sẻ theo cảm nhận của cá nhân của mình, được cái view xung quanh cũng rất là đẹp luôn. Mọi người nên thử nếu có dịp lên Đà Lạt nha.